Trong khuôn khổ chuyến công tác, sáng ngày 13 tháng 9, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn TUI, ông Stefan Bormus, tổng giám đốc điều hành, CEO tập đoàn TUI và ông Arthur Gerber, giám đốc điều hành thương hiệu khách sạn TUI Blue. Tập đoàn TUI là tập đoàn du lịch hàng đầu của thế giới, hoạt động tại 180 quốc gia, sở hữu 5 hãng hàng không và nhiều thương hiệu lữ hành, gần 100 khách sạn nghỉ dưỡng lớn trên toàn cầu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc mừng tập đoàn TUI với việc ra mắt khách sạn đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu TUI Blue Nam Hội An. Nhấn mạnh ngành du lịch Đà Nẵng đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế. Trước đó, trong tổng số 9 triệu lượt khách du lịch đến thành phố, có hơn 2,5 triệu lượt khách nước ngoài, nhưng thị trường châu Âu chỉ chiếm khoảng 10%. Vì vậy, thành phố muốn thu hút thêm du khách từ thị trường này. Lãnh đạo thành phố đề xuất tập đoàn TUI phối hợp và hỗ trợ thành phố xây dựng và triển khai chiến lược quảng bá điểm đến Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam tới thị trường khách du lịch châu Âu, xúc tiến các chuyến bay charter từ các nước Bắc Âu đến Đà Nẵng và nghiên cứu triển khai mở thêm thương hiệu TUI tại Đà Nẵng Việt Nam. Ông Stephen Bromers, tổng giám đốc điều hành tập đoàn TUI, khẳng định trong thời gian tới sẽ làm việc kết nối với các cơ quan có liên quan của Đà Nẵng để cùng nhau xây dựng chiến lược xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng với mục tiêu gia tăng thị phần khách châu Âu tại thành phố. Bên cạnh đó, TUI cũng sẽ nghiên cứu và đề xuất khai thác các chuyến bay trực tiếp từ các thị trường Bắc Âu đến Đà Nẵng trong thời gian đến.